Làm bẩn váy trắng. Tâm sự nhờ cô giáo giúp đỡ, gia đình chỉ mong cháu thi đỗ vào trường múa quốc gia thôi. Chị yên tâm, tôi luôn cố gắng hết sức để truyền đạt cho các con kinh nghiệm mà. Lớp có bạn mới phải không cô? À vâng, Mỹ An là học sinh của bạn tôi. Vì lý do sức khỏe nên cô bạn tôi phải nghỉ dạy, gửi Mỹ An sang đây học tiếp. Trông cô bé có vẻ chuyên nghiệp, cô bé đã từng đạt nhiều giải cao của thành phố. Thôi Khanh vào lớp đi. Cậu làm mềm mại hơn hẳn tớ. Cô giáo tớ dạy cho để đi thi vào trường múa đấy. Cậu cũng thi vào trường múa hả? Tớ cũng thế đấy. Chúng mình cùng cố gắng tập tốt để thi đỗ nhé. Các em, sắp tới có giải ba lê mở rộng toàn miền Bắc, cả lớp đi thi nhé. Quán quân của cuộc thi sẽ nhận được một học bổng toàn phần trong suốt 4 năm của trường múa quốc gia. Yeah! Nếu được giải thì tốt quá, mẹ mình sẽ đỡ lo học phí. Mẹ Khanh này, từ tuần này con sẽ tập 3 buổi mỗi tuần để kịp thi giải mở rộng. Giải nhất sẽ được tuyển thẳng vào trường múa quốc gia đấy. Tuyển thẳng ư? Cô giáo, thế thì tập cả tuần cũng được. Chào cô giáo. Mẹ ơi, mẹ đang mệt mà, con có thể đi bộ về nhà được. Từ giờ, ngày nào mẹ cũng đến đón An. Hôm tới, mẹ đến cổ vũ con thi nhé. Quán quân sẽ được tuyển thẳng vào trường múa quốc gia và miễn học phí đấy ạ. Thật vậy ư cô giáo? Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô đã vất vả vì các con rồi. Tôi tin nếu giữ phong độ này, An chắc chắn sẽ là đối thủ rất mạnh. Hồng Khanh nhà mình chắc chắn sẽ đoạt giải. Con gái nghỉ uống sữa đi. Mẹ ơi, con muốn rủ Mỹ An đến nhà mình tập. Bạn mới chuyển đến đây hả? Sao tự nhiên con lại muốn thế? Nhà bạn ấy khó khăn lắm mẹ ơi, chật chội chẳng có chỗ tập, mà sắp đến kỳ thi quan trọng rồi. Thôi, con cứ lo cái thân con đi đã. Ở trên lớp, đừng có chiêu gì hay cũng chỉ cho con bé ấy nhé. Mẹ làm sao thế nhỉ? Khanh, uống chút cà cao cho tỉnh táo nào. Mẹ vào chỗ ngồi đi, đằng nào mẹ cũng không được vào cánh gà đâu. Được rồi, hai đứa thì tốt nhé. Trời ơi, An, bất cẩn quá, bẩn hết váy rồi. Mẹ, mẹ có mang thêm chiếc váy nào cho con không? Lấy cho An mượn. Mẹ không. Thôi hết giờ rồi, mẹ vào trong đây. Không phải lỗi của mình, là con bé tự làm bẩn váy. Mình chỉ vì Hồng Khanh thôi. Tớ không thể mặc chiếc váy này lên thi được. Cậu cứ bình tĩnh, tớ có cách rồi. Bọn mình vào chuẩn bị thi đã, nhanh lên. Mời thí sinh Mỹ An bắt đầu phần thi của mình. Sao? Sao con bé lại mặc váy của Hồng Khanh? Xin lỗi chị, cuộc thi đã bắt đầu, không ai được phép vào khu vực thí sinh. Tôi có việc quan trọng, xin anh đấy. Xin lỗi chị, đây là quy định rồi. Khanh ơi, sao lại cho mượn váy chứ? Con đã đánh mất cơ hội lớn rồi. Quý vị đang xem tiết mục biểu diễn của thí sinh Hà Hồng Khanh. Chưa bao giờ thấy váy ba lê màu đâu. Xin hỏi thí sinh Hồng Khanh, bộ váy của em khá đặc biệt, liệu có liên quan gì đến ý tưởng của bài múa không? Dạ, thực ra em lỡ tay làm đổ cacao lên váy, nên em nhuộm luôn những phần còn lại thành màu cacao và sửa bài múa thành Thiên Nga Xấu Xí ạ. Dựng bài trong vài phút trước giờ diễn, quả thực đáng ngưỡng mộ. Sau đây, xin mời các thí sinh quay lại sân khấu. Xin chúc mừng quán quân, thí sinh Hoàng Mỹ An với phần biểu diễn rất xuất sắc. Yeah. Chúc mừng cậu Mỹ An. Chưa hết, chúng ta có quán quân thứ hai thưa quý vị. Bài thi được sáng tạo ở những phút cuối cùng. Chúc mừng thí sinh Hà Hồng Khanh. Yeah. Và điều này đồng nghĩa với việc hai quán quân của chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay bước vào trường múa quốc gia trong năm học tới. Xin chúc mừng. Con gái của mẹ, con giỏi quá. Còn mẹ thì thật là... Khanh à, mẹ rất tự hào về con.
cô ca sĩ nổi tiếng. Cô ấy xinh thật đấy nhỉ, còn xinh hơn trên TV nhiều. Có nhiều người hâm mộ cũng thật là mệt, đi đâu cũng có người nhận ra. Chết thật, họng tự dưng lại đau thế này. Live show thì sắp diễn ra rồi, họng đau thì hát làm sao được. Tận số 35 thì bao giờ mới tới lượt cơ chứ? Mình còn bao nhiêu là việc? Xin mời bệnh nhân số 10. Xin hỏi ai là bệnh nhân số 10 ạ? Dạ tôi ạ. Vậy mời chị. Cô có thể cho tôi vào trước được không? Tôi đang rất bận. Dạ không được đâu ạ. Các bệnh nhân đến khám đều phải theo số thứ tự. Nhưng tôi có quen biết với bác sĩ Long. Tôi cũng có đặt lịch với bác sĩ rồi. Quy định là quy định ạ. Mong chị thông cảm, ra kia ngồi đợi nhé. Mời chị. Hễ mình ra ngoài đường là ai ai cũng biết mình. Chả lẽ cô ta không biết mình là ai sao mà bắt mình ngồi đợi cơ chứ. Xin mời bệnh nhân số 35. Ồ, cô ăn gì? Cô đến lâu chưa? Dạ, tôi đến lâu rồi, mà cô y tá nhất định không cho vào. Cô thực sự không biết tôi là ai hay sao? Ồ, có chứ. Tôi nhận ra cô là ca sĩ nổi tiếng An Di từ lúc mới đến cơ. Cô biết tôi là ai? Vậy ít ra cũng phải ưu tiên cho tôi vào trước chứ. Hơn nữa, tôi cũng có đặt lịch với bác sĩ rồi. Thành thật xin lỗi cô. Những bệnh nhân đứng đợi ngoài kia, họ cũng đều đặt lịch như cô vậy. Cô ăn gì, cô thông cảm. Cô ấy chỉ làm đúng theo quy định. Ở đây, chúng tôi không có một trường hợp ngoại lệ nào. Tất cả bệnh nhân tới đây đều được đối xử công bằng. Công bằng ư, thưa bác sĩ? Tôi nghĩ đó chỉ là đối với những người bình thường. Còn tôi là một người nổi tiếng. Tôi đi tới đâu cũng có hàng ngàn người nhận ra và vây quanh. Tôi xứng đáng được tôn trọng hơn chứ. Đúng, An Di à. Cô là ca sĩ nổi tiếng, cô hát rất hay. Tôi cũng là người rất ái mộ tiếng hát của cô. Cũng như tôi rất ngưỡng mộ những người lao công, chăm chỉ làm sạch môi trường. Tôi cũng ngưỡng mộ những anh kiến trúc sư xây dựng lên những tòa nhà đẹp đẽ và hiện đại cho thành phố này. Xét cho cùng, chúng ta đều giống nhau, cô gái à. Bác sĩ, những điều ông nói thật sâu sắc. Hôm nay tôi đã cư xử không đúng mực. Xin lỗi bác sĩ. Xin lỗi cô nhé. Ừ, không có gì đâu ạ. Nào, giờ chúng ta bắt đầu khám nha. Vâng, thưa bác sĩ. Cô bé mạnh mẽ. Một chuyện có thật xảy ra ở Nhật Bản. Con có sao không, Hana? Dạ, không sao ạ. À. Nước rửa bát trơn quá, làm con bị trượt tay. Mẹ đã dặn con rất nhiều lần rồi. Con còn bé nên hãy bê từng chiếc một thật cẩn thận, thay vì con bê cả chồng như thế này mà. Nhớ lời mẹ đấy. Còn bây giờ con đeo bao tay vào, rồi lấy chổi dọn sạch sẽ căn bếp đi. Vâng ạ. Để ba giúp con một tay, anh cứ để mặc con bé nó làm. Nhưng em không thấy là con còn bé hay sao? Bằng tuổi nó, những đứa trẻ khác, ba mẹ vẫn phải chăm từng ly từng tí. Còn em đã bắt con làm hết việc này đến việc khác. Hana cũng lớn rồi, và con cũng cần phải tự lập mà. Khi con bé lên 4, em đã bắt con phơi quần áo, dọn vệ sinh, sắp xếp đồ đạc trước khi đi học. Đáng lẽ những việc đó em hoặc anh phải làm cho con cả. Giờ tay con bé còn chưa vững, đã bắt phải cầm dao nấu nướng. Em không thấy Hana nhà mình rất thiệt thòi sao? Em thấy điều đó là rất bình thường. Chúng ta không thể ở bên con suốt được để làm hộ con. Anh cứ lên nhà đi.
Con mau dọn nốt đi, rồi còn tập cách dùng dao nữa. Dạ. Đây nhé, con cần cầm chắc cán dao. Con nhìn mẹ nhé, nâng quả dưa lên, vỗ nghe bầm bợp, tức là quả dưa có nhiều nước. Ơi, bọn trẻ con, chúng sẽ chẳng nhớ đâu. Nói trước quên sau mà cô ơi, cô dạy làm gì? Không, cháu phải nhớ bác à, tất cả những gì mẹ cháu dạy. Mẹ, mẹ cho con vào kia chơi một chút nhé. Con vào đi, mẹ tranh thủ qua siêu thị đằng kia mua thêm chút đồ. Cậu cứ chơi mãi thế, tới lượt tớ chơi với chứ. Ai tới trước thì chơi trước, tớ chơi bao lâu kệ tớ chứ. Cậu xuống đi. Hana, sao con lại đẩy bạn như thế? Con mau xin lỗi bạn đi. Nhưng bạn đã sai mà, con không xin lỗi. Sao lại bướng bỉnh như thế chứ? Mau xin lỗi bạn ngay. Hai đứa trẻ chỉ tranh nhau đồ chơi thôi mà, không sao đâu chị. Chị đừng mắng cháu nữa. Mẹ, mẹ có sao không? Con không được hư như thế. Mai này nhớ có ngày mẹ rời xa khỏi thế giới này, con có muốn người ta nói con không có mẹ dạy dỗ nên người không hả? Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con xin lỗi bạn ngay mà, con sẽ không thế nữa. Đừng đối xử không tốt với người khác, cũng đừng quên mỉm cười. Tất cả những lời mẹ dặn, dù có khó khăn thế nào, có không thích ra sao hay khổ sở đến đâu, Hana cũng đừng bỏ cuộc nhé. Cô ơi, gọi hộ cháu cấp cứu với. Mẹ cháu, mẹ cháu bị ung thư, gọi cho cháu cấp cứu. Một thời gian sau. Sao em lại nỡ rời xa hai cha con anh sớm như vậy? Không có em, làm sao anh có thể sống nổi? Ba ơi, hôm nay ba lại không đi làm ư? Ba được nghỉ, ba muốn yên tĩnh một mình. Có chuyện gì con gọi bà nội nhé. Ba lại không đi làm, bà nội nói cả tháng nay rồi. Để con nấu cho ba chút gì ăn nhé. Lát nữa ba ra phòng bếp ba nhé. Mẹ bảo canh miso giải rượu rất tốt bà. Ba ngồi vào bàn đi. Ba ăn thử đi. Giống y như vị mẹ con nấu vậy. Mà chiếc tập về nẻ đâu ra vậy Hana? Sao giờ ba mới trông thấy? Ba nhanh quên quá. Quà của mẹ may tặng con lần sinh nhật năm trước đó ba. Mẹ dặn con là con phải chăm sóc ba và bản thân mình thật tốt. Nấu ăn là một việc có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con. Thế nên mẹ sẽ dạy con cách để con có thể làm ra những món ăn. Con có thể tự thu xếp việc học hành, lo toan sức khỏe. Bởi chỉ cần con có sức khỏe, có thể tự chăm sóc cho bản thân, thì bất luận tương lai như thế nào, cho dù con ở đâu cũng đều có thể sống tốt. Giờ thì mình đã hiểu vì sao cô ấy luôn dạy cho con bé những bài học quá sức với một đứa trẻ. Cô ấy biết mình sẽ ra đi, nên để lại tình yêu thương vô hạn và sự tự lập của con bé, ngay cả khi cô ấy không ở bên cạnh. Vì vậy nên mình cũng không thể gục ngã được. Bàn tay của mẹ. Ăn nhiều vào đi con. Con chán món này lắm rồi. Ăn đi, không được kén ăn thế đâu con. Alo, mẹ ạ. Alo, con à. Cả nhà đã ăn cơm chưa? Cả nhà đang ăn mẹ ạ. Thế mẹ đã ăn chưa? Mẹ ăn rồi. Con nè, mẹ vừa lên nhà xe gửi ít quà lên cho các con. Chiều ra bến xe lấy nha. Thế hả mẹ? Dạ, có cả cua ạ. Vâng, con nhớ rồi. Con chào mẹ. Mẹ gọi điện bảo chiều ra bến xe lấy cua mẹ gửi lên. Ấy tuyệt quá, bà nội mơn nam. Con thích nhất là canh cua. À, cả súp cua nữa. Mẹ chịu khó quá. Biết cả nhà mình thích ăn cua đồng,
nên cứ 2-3 tuần là gửi quà lên. Lần nào cũng có cua. Mà công nhận ăn cua đồng ở quê thì vừa ngon vừa đảm bảo. Tất nhiên rồi, mẹ bảo mẹ toàn mua của bọn trẻ trong làng vừa bắt ở đồng lên, vừa rẻ lại vừa tươi. Mà con có biết không, ở quê bằng tuổi con á, các bạn đều đi bắt cua đồng để bán đấy. Con sướng như vậy, kén chọn là không ngoan đâu nha. Con thích ở quê để đi bắt cua như các bạn, vừa vui lại vừa kiếm được tiền nữa. Cái con bé này thật là... À, tới đây mình sắp xếp về quê, anh nhớ đưa thêm mẹ ít tiền. Mẹ hay mua quà gửi lên thế cũng tốn chứ bộ. Anh biết rồi mà. À, tuần tới anh rảnh việc, anh sẽ xin nghỉ phép cả nhà mình về quê một chuyến. Vâng, vậy thì hay quá. Chốc nữa ăn xong anh gọi điện cho mẹ ngay cho mẹ mừng. Yeah! Hai mẹ con xong chưa? Đây đây, xong rồi nè. À, mình về sớm hơn một ngày, anh đã gọi điện báo lại cho mẹ chưa? Chưa, anh không báo. Mình về sớm đột xuất cho mẹ bất ngờ. Quê nội thẳng tiên. Ủa, bà nội đi đâu rồi nhỉ? Bác Vân ơi, bác có biết mẹ cháu đi đâu không ạ? Thay về hả cháu? Sáng sớm thấy mẹ cháu mang giỏ ra đồng, chắc lại đi bắt cua. Cái khoản bắt cua thì không ai chịu khó bằng mẹ cháu đâu nha. Thế sao ạ? Vâng, cảm ơn bác. Hai mẹ con cứ ngồi ở nhà chờ nha. Anh ra kia đi gọi bà nội về. Mẹ. Ờ, Thái. Con về hồi nào vậy? Con bảo mai mới về cơ mà. Đợi mẹ rửa chân tay đã rồi về luôn nha. Mình về thôi con. Mỗi lần mẹ gửi cua lên cho bọn con cũng là mẹ tự đi bắt đúng không mẹ? Tại vì mẹ ở nhà cũng rảnh, không biết làm gì. Mẹ tranh thủ ra đồng một tí là có ngay một giỏ cua thôi. Thật đó, không vất vả gì đâu con à. Thế sao mẹ toàn bảo với con là mẹ mua của lũ trẻ trong làng? Nếu mẹ nói mẹ tự đi bắt cua, các con còn muốn mẹ gửi không? Mẹ, nếu chúng con ăn món cua đồng mà đổi lại mẹ phải thân còng lưng tôm mò mẫm giữa đồng thế này thì chúng con thà không ăn còn hơn. Không, không, mẹ không vất vả mà con. Đời mẹ mò cua bắt ốc, mẹ quen rồi. Thế này thấm vào đâu? Tay mẹ xước hết rồi. Mẹ, con thật vô tâm. Từ nay, hứa với con, không cần ra đồng mò cua nữa. Mẹ hãy nghỉ ngơi hoặc làm những công việc nhẹ nhàng thôi. Ừ, được rồi, mẹ hứa. Vậy thôi con. Một câu chuyện đẹp. Tôi rất thông cảm, nhưng cô không đáp ứng được yêu cầu công việc ở đây. Thay mặt ban giám đốc, tôi rất tiếc phải thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với cô. Tết nhất đến nơi rồi còn mất việc, đúng thật là đen đủi. Ơ kìa, cụ ơi, cụ bị sao thế? Cụ ơi, cụ ơi. Cụ ơi, mau cứu bà cụ đi. Cụ là người quen của bà cụ à, mau đưa cụ vào viện đi. Dạ, cháu không phải, cháu không quen. Trời ơi, bà cụ lạnh ngắt rồi, để tôi gọi taxi. Rồi cô đưa bà vào viện ngay. Dạ. Biết làm sao bây giờ, mình không phải là người nhà của bà lão. Thật không đâu rước họa vào thân. Rõ là ốc không lo nổi mình, ốc còn làm cọc cho riêu. Mà thôi, mình cũng chẳng giúp gì được cho bà cụ đâu. Cụ ở đây rồi, thế nào cũng có các nhà hảo tâm giúp thôi mà.
Cô gái ơi, cô áo tím ơi. Bà cụ yếu quá rồi, không thể qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vâng, vâng, nhưng tôi không phải là người nhà của bà cụ. Tôi chỉ là người qua đường, gặp cụ ấy bất tỉnh, nên đưa đến đây thôi. Tôi hiểu, tôi đã đoán ra cụ ấy là người vô gia cư, hiện đang hấp hối và muốn gặp người đã đưa cụ đến đây. Tôi... Hình như bà cụ vẫn nhận ra cô và tha thiết muốn gặp. Thôi thì tôi sẽ vào gặp bà cụ vậy. Con gái... Có gì, cụ cứ nói từ từ. Cháu đang nghe đây. Xin cháu nắm lấy tay ta. Làm ơn. Cụ còn người thân nào không? Cháu sẽ gọi họ đến đây với cụ. Không, cảm ơn. Tay con thật mềm mại. Nếu con ta còn sống, chắc nó cũng trạc tuổi con bây giờ. Ta sắp gặp nó rồi. Cả cuộc đời ta đã sống lang thang, bữa đói bữa no, và cứ nghĩ mình sẽ bỏ mạng nơi đầu đường xó chợ. Con gái ơi, cảm ơn con. Ta không ngờ đến cuối đời ta lại được nhắm mắt trên một chiếc giường đệm ấm áp và có một cô con gái ở bên. Ta đã mãn nguyện. Cảm ơn con. Bà ơi! Bà ơi! Bà ơi! Bà ơi! Bà đã ra đi thanh thản. Phải chăng hạnh phúc, thứ mà con người mãi mê đeo đuổi, có khi cũng chỉ là khoảnh khắc đơn giản thế này thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.